trưởng Tần Quý Khánh sẽ hướng dẫn các bạn cách gà bó xôi. Đây là sườn trắng các bạn nhé. Còn đây là gà đã được đào qua một số gia vị của Tần Quý Khánh. Có trưởng Tần Quý Khánh nhá, biết. Các bạn chuẩn bị một loạt là bó xôi cho gà. Sau khi xôi đã được đạt độ mỏng cần thiết, chúng ta cho gà vào. Ẩm thực Việt khoai ba cầu giác kính lưu nhé.